Nay mình sẽ ăn thử món cơm tự nấu, cơm tự sôi này. Hiện tại nó rất là hot nên cho các bạn xem này. Vừa mới đun xong rất là nóng bỏng, sờ đây nóng bỏng luôn này. Đó. Vừa lấy nó có hơi ở đây nó bốc lên đấy, nhưng bây giờ tôi mở ra đi cho các bạn xem ăn nó ngon như thế nào. Hơi nóng. Cẩn thận nhé, không hơi nó bay ra nhá. Wow, cơm đã chín. Hôm nay là có bò này, có thịt này, có củ cải này. Đó. Cơm đã chín rồi này, các bạn thấy này, khói nó bốc lên. Ở đây mình làm thử một miếng xem sao này, có hạt tiêu nữa này. Vị được, cơm mềm, cơm khi đưa vào miệng thì hạt nó rất là mềm và mình cảm giác là hạt nó bóng chứ nó không sần sần như cơm gạo bình thường của mình. Đó. Thứ hai nữa là vị ở đây thì nó cũng khá là vừa với cơm, ăn là vừa vừa hợp. Đây mình đoán là măng. Nói chung là ngon. Để mình ăn thử miếng thịt xem sao nhé. Ở phía dưới này thì đây ta đã tách ra rồi cho mình. Đúng, vừa rồi mình ăn như kiểu là miếng nấm. Miếng thịt ở phía trong này nè. Măng, vị bò. Nếu mình nhớ không nhầm thì vừa rồi nó là miếng nấm. Ở đây là vị bò. Gia vị là vị bò. Miếng thịt cụ thể là mình chưa nhìn thấy ở trong này. Đây, nhưng mà vị rất là ngon và đượm. Ngon. Chỉ hơi cay một tí thôi. Nếu bạn nào không ăn được cay thì chắc là cũng ăn được đâu. Vì cái này nó không quá cay. Ngon tuyệt. Được. Mình thấy rất là hợp cho dân văn phòng. Khi mà đi làm không có điều kiện để ra ngoài hoặc là thời gian nghỉ trưa quá là ít ấy, thì việc làm này chỉ mất khoảng tầm 15 phút. Và thứ hai nữa, các bạn có thể ăn trực tiếp ở văn phòng, sau đấy là các bạn nghỉ ngơi luôn. Cũng không cần thiết phải chạy ra ngoài. Vì nhiều khi chạy ra ngoài nó mất thời gian. Giờ quán đông quá, mất thời gian mình đi xuống tầng này, rồi lại đi ra ngoài, rồi lại lên tầng này. Xong rồi đi vào quán thì nhiều khi đông quá mình chờ phục vụ rất là lâu, rồi là không có thời gian để chờ, rồi vào thì trễ giờ họp sếp mắng đấy. Các bạn lưu ý có thể là cân nhắc cái này nhá. Chúc các bạn ngon miệng.